Vâng, xin chào các bác nhé. Sáng nay em lên những con Kenturi mà hiện tại em đang có hàng để phục vụ các bác, những siêu phẩm thầy sĩ Kenturi. Thì em mới về một con nam các bác. Con này chắc em đeo à. Con thứ hai của Việt Nam và đẹp nhất Việt Nam các bác. Con này là còn nguyên hộp sổ thẻ nha các bác. Nguyên hộp sổ thẻ đây. Con này giá mới về chính hãng Việt Nam để mà giao cho khách rơi vào khoảng 195-200 nha. Tại vì giá bên Thụy con này đang bán là 170 triệu rồi tiền tại hãng của Thụy Sĩ các bác. Đây là con máy Kenturi nam lộ cơ automatic size 39mm siêu lướt, là con thứ hai mà em đã được biết tại Việt Nam. Có một con không hộp nhưng họ bán tới 93 triệu nha các bác. Không hộp á, không hộp thế khi có máy không này, họ đã bán 93 triệu rồi. Còn con em về đấu về là còn nguyên hộp số thẻ nha. Con này em đang giao là 87 nha. Có thể là em để em đeo luôn. Và thiết kế đặc trưng của Kenturi thì các biết rồi, cái hiệu ứng của cái niềng của cái viền của nó, đặc trưng của dòng Kenturi rồi, độc quyền đó. Và đây là những con, đây có con 33 này, 33 nam nữ đều đeo được nha các bác. Đây là những con nữ cao cấp này. Kenturi thì rất đắt tiền rồi, nó thuộc vào những nữ hoàng rồi. Con này con size 27 nha. Nó sử dụng vật liệu cao cấp như là vàng và kim cương thiên nhiên, vàng trắng vân vân. Con này con xe 27, giá em đang giao là 8.700.000 nha. 8.700.000, con này giá mới đâu đó khoảng 50, ngoài 50 nha. Trong nước là 100m Kenturi. Sang trọng. Xe 27 nha các bác, con này xe 27. Closing. Giá con này là 8.700.000. Đẹp len keng nha. 8.700.000. Tiếp theo đây là con hai con size 30. Một con là cọc số La Mã, còn con là cọc là còn một con là viền bát cạnh. Nói chung hai con này trên nhau 500 nha. Còn hai con này còn dây thép zinc. Những con này thì giá mới nó đâu đó khoảng gần trăm, có trên dưới 100 nha. Size 30 lịch lọc siêu lướt nha. Con này giá 15, nguyên dây thép zinc, size 30, giá mới nó trên dưới 100 triệu nha. Mới keng nha các bác, hàng đấu giá về. Con này em đang giao là 15 triệu. Kenturi siêu phẩm đỉnh cấp của những dòng đồng hồ cao cấp. Thiết kế của Kenturi thì quá đẹp quá. Sự sang trọng và độc quyền của dòng hiệu ứng cạnh bắc cạnh của Kenturi. Con này là cọc số La Mã nha, cũng size 30. Chắc con này là 15.500.000. Cũng là full dây khó zin. Size 30 nha các bác. Con này là size 33 này. Hai con nha, giống y chang nhau, chỉ còn một con là mặt đen, một con mặt trắng. 15 và 15 năm. Siêu lướt. Rồi em lên một con size 33. Một con size rất là lớn các bác. 33 này, con này nam nữ đều đeo được. Size 33. Con này giá 18 triệu, con này giá mới ngoài 100 nha. Full dây khó zin nha các bác. Full dây khó zin. 18.500.000. Size 33. Siêu lướt. Bác nào muốn sở hữu những con Kenturi thì cứ alo cho em nha. Hiện tại shop em còn mấy con đó, còn mấy con trước cơ mà em đã giao hết rồi, những con vận đốc em cũng giao hết rồi.
Con này thì 87 triệu nha các bác. Size 39 lỗ cơ, siêu mỏng, con 7 ly thôi. Automatic, còn nguyên hộp sổ thẻ. Giá mới gần 200. Đấy. Mà con này là con đẹp nhất Việt Nam đấy. Size 39. Con này 87 các bác, em đang đeo á. Rồi, bác nào có nhu cầu cứ alo trực tiếp cho hai số điện thoại qua 0978 338 14 hay là 0965 77027 nha. Hiện tại thì hiện em shop em chỉ còn vài con Kentory thôi. Để các bác mình sưu tầm tặng cho bà xã hay là tặng cho con vân vân. Còn con này nam đeo được nha, neo nam te từ 16 đô lại. 14 đến 16 luôn. Đeo con này 33. Còn nữ đeo thích size to 33 thì đeo những này. Size nhỏ 27 thì chơi con này. Giá nó sẽ êm hơn. 8,7 triệu nha các bác. Giá mới ngoài 50. Còn những con này giá mới nó đầu còn 100, trên dưới 100, con này là hơn 100.